Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện của mình. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đọc chương 9, tiếp chương 9 của bộ truyện Nhân cách nguy hiểm nhé. Chào ý. Nhưng mà hai người rất có tình huống chung, lúc này còn đang đánh nhau. Điện thoại của chị Thanh đã rơi xuống từ lâu trong trận đánh. Thân máy rơi xuống trên bãi cỏ, tiếp xúc thân mật với đường. Sau khi trượt ra một đoạn thì hỏng hoàn toàn. Mấy đồ giải lâm kiên rẻ cây dù trong tay chỉ thanh hành động chậm lại. Cây dù đó như một con dao hai lưỡi, có thể đâm về phía anh, đồng thời cũng rất có thể không cẩn thận làm bị thương bản thân người đang dùng nó. Vì thế giải lâm vừa đánh còn vừa phải nhắc nhở một người đang đánh nhau với hắn, cậu cẩn thận trước khi. Người kia rõ ràng không muốn nói chuyện với hắn. Thân dù vung ra một đường vòng cung gọn gàng nhanh chóng cho không trung. Bóng mở còn chưa biến mất thì đã xông đến nhịp yếu mà hắn để lại. Giải Lâm không tránh. Mục đích của Chí Thanh cũng phải thật sự muốn đến này. Chỉ là muốn nhân lúc người này nhỏ, chỉ muốn nhân lúc này kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhưng mà Giải Lâm đỡ lấy chiêu này, bộ lại để hắn chiếm được ưu thế, cứ cầm chặt cái dù đó. Em nói cẩn thận một chút, thả xuống. Tụi các chỉ thanh không giỏi đánh nhau ở khoảng cách gần, nhưng vì anh bị bệnh luôn sạch sẽ. Giải Lâm cũng nhanh chóng nhận ra thật tình này của chỉ thanh. Nắm chuẩn thời cơ, trực tiếp đè người xuống, ngã xuống đất. Lần thứ hai hắn chạm vào đôi bông tay này mặn, đôi bông tay mang găng tay màu đen đấy. Còn vì trời mưa, nên cơ thể hai người bị ướt và chuột tội. Tóc mái dài, chiếc trán chỉ thanh đã ít xuống nước, mưa, cái mắt màu mực ấy còn tối vẫn nhiều so với làng đêm xung quanh. Giải Lâm đè người dưới thân, một tay đè chỉ thanh xuống, tay còn lại tháo cả vạt sơ mi vốn đã được nới lỏng ở cổ của mình, kéo cả vạt xuống. Chỉ thanh mơ hồ cảm thấy không được, anh làm gì đó. Giải Lâm kéo vạt áo xuống, kéo cả vạt xuống, chó tay chỉ đen lại, sợ cậu không ngoan ngoại. Cái cà vạt vừa nhìn đã biết giá không rẻ đó, bị hắn dùng như dây thừng. Cà vạt màu bạc quấn tận mấy vòng ở cổ tay chỉ thanh. Giải Lâm không ngờ cổ tay chỉ thanh lại gọn như thế. Quấn xong mấy vòng rồi, thế mà vẫn còn một đoạn khá dài. Sau đó chỉ thanh trơ mắt nhìn tên điên quấn đạn, còn thừa lại lên cổ tay hắn. Buộc hai tay hai người lại với nhau, cuối cùng thắt một cái nút chết, trận thật chắc. Này là quyết tâm không để anh chết. Đứng lên. Giải Lâm nói. Giải Lâm ấn chỉ thanh vào xe từ cánh cửa bên hông cùng phía. Khởi động xe, cần đặt nút phòng sạc nước mưa đọng lại vào màn kính trên xe trước khi chạy chạy. Chỉ thanh cảm thấy hắn bị điên thật. Lên xe thôi cũng tốn một hồi sức lực. Đi đâu? Giải Lâm hỏi ngược lại. Đi đâu chừng mà cậu không đoán được sao? Chỉ thanh. Mỗi một kẻ ngược đãi giết động vật đều tiềm ẩn khả năng phạm tội nhất định. Chị Thanh nhìn chằm chằm cầm đặt nhất. Qua cửa kính xe cố gắng kiểm tra xem người sẽ bị đưa đi đây. Nơi này đi về phía trước 5 cây số nữa là ngoại ô. Chắc hồng 3 cây số không nghĩ địa điểm này đều là nơi dễ ra tay, dễ dò sớm. Có thể tên lúc này sẽ đưa anh về nhà hắn. Nhà là nơi mà ông người quen thuộc nhất, khiến con người cảm giác an toàn nhất. Rất nhiều hung thủ sẽ chọn cả tội đầu cho những an toàn tâm lý của mình. Xe chậm rãi chỉnh y. Chí Thanh cụp mắt, bắt đầu âm thầm tính toán, tiến đồ trong lòng. Nếu xe chạy ra ngoại ô thì sẽ đi qua bao nhiêu đèn giao thông, bao nhiêu trạm dịch vụ. Trời mưa đèn rất dễ kẹt xe, nếu lợi dụng thời gian chờ đèn đỏ với kẹt xe, không phải hồi khoảng y chạy trốn. Giải Lâm không biết chỉ đang đang nghĩ cái gì, thế nhưng hắn biết thì hắn sẽ muốn đập đầu của người này để xem bên trong đó được thế gì. Xe chạy trên đường khoảng chừng 10 phút. Ok, vậy là mình đã đọc xong tổng chuyện này rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye mọi người.